Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cũng cần phải đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại để từ đó có những giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tăng cường sử dụng hàng Việt trong thời gian tới và đặc biệt là mua sắm công. Theo đánh giá của Thường trực Ban Tổ chức cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các chương trình nhận diện, giới thiệu về hàng Việt và các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được tổ chức thời gian qua rất thành công, từ cách tổ chức đến những kết quả đạt được. Thành công đầu tiên là công tác tuyên truyền. Mọi người biết thông tin qua nhiều kênh khác nhau như TV, đài báo, băng rôn, khẩu hiệu trên một diện rất rộng. Về mặt hàng hóa, doanh thu của các nhà sản xuất trong nước tăng đáng kể. Trước khi thực hiện cuộc vận động, tỷ lệ người được khảo sát quan tâm tới hàng Việt chỉ chiếm 30%, nhưng kể từ khi triển khai cuộc vận động, sau 7 năm đã tăng lên 97%. Đây là một yếu tố rất thuận lợi, có tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, gia tăng giá trị của hàng hóa sản xuất trong nước. Không chỉ người dân tin dùng hàng Việt, mà việc mua sắm công hàng Việt thời gian qua cũng đã được triển khai sâu rộng hơn. Bộ Tài chính đã có những cái văn bản yêu cầu về công tác đấu thầu về tài sản công là phải ưu tiên hàng Việt Nam. Thêm vào đó là có những cái thông tư rồi những nghị định có liên quan đến vấn đề là ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam như thế nào khi mà có chất lượng, có bảo đảm trong các công trình đầu tư và sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. Thì hiện nay Bộ Công Thương cũng đang xây dựng một cái danh mục hàng Việt Nam sản xuất được về nguyên liệu máy móc thiết bị để các nhà máy, các xí nghiệp của Việt Nam biết được cái danh mục này, quảng bá rộng rãi và ưu tiên sử dụng trong cái hoạt động đầu vào sản xuất kinh doanh của họ. Chính phủ cho đến các bộ ngành rồi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là đều tuyên truyền vận động và đặc biệt chú trọng đến cái việc mà quán triệt các cái cơ quan nhà nước sử dụng hàng Việt trong cái việc mua sắm công. Và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì cũng đã giao cho Sở Tài chính hướng dẫn các cái cơ quan sử dụng ngân sách và khi mà tham gia tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa thì cái hàng Việt của các doanh nghiệp Việt được ưu tiên giới thiệu vào để cho các cái cơ quan có nhu cầu mua sắm là xem xét và sử dụng. Và hầu hết bây giờ thì các cái cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội khi mua sắm tài sản công thì đều sử dụng cái tài sản của các cái hàng hóa của các cái doanh nghiệp Việt. Các đơn vị sử dụng hàng Việt khi mua sắm công thường có đơn hàng lớn với một thời gian giao hàng nhất định. Do vậy, để hàng Việt đáp ứng được trong mua sắm công thì việc liên kết giữa các doanh nghiệp là rất quan trọng. Nếu không liên kết được với nhau thành một chuỗi cung ứng hàng hóa thì không tạo nên được sức mạnh tổng thể. Qua liên kết, tạo nên một thị trường ổn định hơn giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Còn về năng lực, qua liên kết, năng lực của doanh nghiệp sẽ bổ sung cho nhau. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã chủ động liên kết các thương hiệu Việt. Các cái sản phẩm trên cái siêu thị của chúng tôi thì chúng tôi chủ động đi tìm hiểu và đi đặt vấn đề với các nhà cung cấp, nhưng phải đảm bảo chúng tôi cũng đã có những cái sự kết hợp ký hợp đồng nguyên tắc với rất nhiều các công ty như là trong công ty trong Vinacomin về sản phẩm may mặc, hai bên trao đổi với nhau, rồi sản phẩm du lịch, rồi rất nhiều những cái sản phẩm khác, và chúng tôi đã có những cái hợp tác lâu dài với các cái đơn vị chúng tôi cung cấp những cái sản phẩm may mặc đồng phục cho các tổng công ty, các tập đoàn. Triển khai các hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Thường trực Ban chỉ đạo cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc sử dụng hàng Việt để không chỉ giúp hàng Việt phát triển mà còn thể hiện được lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Tiếp tục vận động để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách ưu tiên sử dụng hàng Việt trong mua sắm đối với những loại sản phẩm hàng hóa trong nước sản xuất được, góp sức vào thành công của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.